trong buổi sáng ngày hôm nay. Không thể nào với những thành viên nam với sức khỏe cuộc thường, những anh voi của phố núi chúng ta cùng chiến đấu với những cô nàng xinh đẹp của chúng ta được. Vì vậy chúng ta hãy cùng điểm danh lực lượng của chúng ta trong buổi sáng bằng cách các anh nam hãy cùng nhau hô nha, điểm danh nhau 1 2 1 2 1 2 cho đến vị trí cuối cùng. Giúp Vân ạ. Rồi, sẵn sàng chưa nào? Xin mời anh nào. Thành viên tiếp theo ạ. Hai. Yếu xìu quá, mạnh lên. Hai. Dạ, tiếp theo ạ. Hai. Hình như là hôm qua ông này nhậu nhiều đúng không? Ôi, anh số mấy ạ? Anh số mấy ạ? 1 2 1 2 1. Quá. Tiếp theo chúng ta cùng lại nhá. Rồi bây giờ hãy xem các chị nữa nha. Các thành viên của chúng ta hãy cùng nhau tập trung, đặt tay của người đằng sau lên vai của người đằng trước, giống hàng thực thắng. À, nếu mà chúng ta không tập trung thì chương trình của chúng ta sẽ đến 12 giờ trưa ngày hôm nay. Rồi hãy nhìn các chị nữ nè, các anh nam ơi, chúng ta hãy cùng nhau điểm danh nha. 1 2 1 2 nha. Bắt đầu, xin mời con. 1 2 1 2 1 2 1. Dạ, một tràng với tay thật lớn dành cho các chị nữ đi ạ. Rồi các anh nam hãy học hỏi các chị nữ của chúng tôi đi nào. Xin mời. 1 2 tiếp theo. 2 1. Yeah. 2 1 2 1 2. Yeah, chúng ta hãy dành cho nhau một tràng với tay thật lớn ạ. Và bây giờ những thành viên là số 1 xin mời di chuyển về qua tay phải của chúng tôi một bước chân. Tay phải anh ơi. Dạ, một bước chân. Các thành viên số 2 xin mời di chuyển qua tay trái một bước chân. Rồi, các thành viên nữ số 1. Các chị và các bạn chúng ta hãy cùng nhau di chuyển qua vị trí số 1 ở bên này. Chúng ta sẽ tạo thành một team trong buổi sáng ngày hôm nay. Rồi các thành viên nam số 2 xin mời chúng ta di chuyển qua các thành viên nữ số 2. Chúng ta sẽ tạo thành một team trong buổi sáng ngày hôm nay ạ. Nhúng cái chân 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8. Tay đâu là tay đâu. Đặt cái tay lên cái vai của người phía trước, chuẩn bị bóp cái vai. Sẵn sàng chưa nào? Trong buổi sáng ngày hôm nay, thành viên nào bóp nhiệt tình, chúng tôi sẽ cộng điểm và sẽ có một phần quà giá trị trong đường về, trên đường về. Ok, sẵn sàng nào? Tay đâu là tay đâu. Bóp cây vai là bóp cây vai. Mình bóp 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 cái là mình bóp bóp bóp. Mình nhéo 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 cái là mình nhéo nhéo nhéo. Mình đấm 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 cái là mình đấm đấm đấm. Đặt tay 6 7 8. Tay đâu là tay đâu. Đặt cái tay lên cái mông của người phía trước. Nào, chúng ta hãy cùng nhau thể hiện tinh thần đoàn kết của đại gia đình Ngọc Anh của chúng ta trong buổi sáng hôm nay đi ạ. Mông đâu là mông đâu. Lắc cây mông là lắc cây mông. Đâu là tay đâu. Đặt cái tay lên cái vai của người phía trước, chuẩn bị bóp cây vai. Mình bóp 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 cái là mình bóp bóp bóp. Mình nhéo 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 cái là mình nhéo nhéo nhéo. Nhéo mạnh lên nào. Mình đấm 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 cái là mình đấm đấm đấm. Mình đấm 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 cái là mình đấm đấm đấm. Tay đâu là tay đâu. Đặt cái tay xuống cái eo của người phía trước, chuẩn bị nhéo cái eo. Nhéo cái eo nhau đi, xem ai có ngại ngùng gì. Hey, nhéo cái eo nhau đi, xem ai có ngại ngùng chi. Mình là anh em, có chi đâu mà ngại ngùng. Nhéo cái eo nhau đi, hãy nhéo cái eo nhau đi. Tay đâu, đùi đâu, sờ vô. Sờ vô, sờ cái đùi vô đâu. Yeah. Mình nhổ lông nhau đi, xem ai có ngại ngùng gì. Nhổ lông nhau đi, xem ai có ngại ngùng chi. Mình là Ngọc Anh, nhổ lông nhau đi. Hãy nhổ lông nhau đi. Dạ 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 dạ.
phải không? Chưa 15 giây phải không? Tắt vô luôn. 1, 4, 3, 2, 1. Dạ, cảm ơn anh chị. Dạ, chúng tôi hả? Có biểu tượng dành cho team của chúng ta trong năm 2020 khi tham dự chương trình Team Building. Giấy màu của chúng tôi là giấy màu xé dán. Chúng ta còn 2 phút 30 giây. Hãy thể hiện biệt danh tin của chúng ta bằng cách thể hiện tên đồi và một logo thể hiện đặc trưng từ hoành tráng cũng như là biểu trưng riêng dành cho tên đồi của mình. Ngồi lên cái phao này, phao chuối này được xem như là một voi thần của chúng ta trong buổi sáng ngày hôm nay nha. Các thành viên còn lại chúng ta sẽ làm nhiệm vụ là chân voi và cõng nữ vương lên, ok không ạ? Thôi chạy đi, chạy ngay. Im lặng nghe nào, im lặng đi. Team nào hoàn thành được 3 quả bóng vào gỗ nhanh nhất, team đó sẽ giành 8 trong thử thách thứ 3 này. Sẵn sàng chưa nào? Ok, cầm phao. Rồi, từ vương của chúng tôi đây rồi. Rồi, bây giờ chúng ta nháp nha. Mẹ con hả? Tất cả các thành viên còn lại chúng ta hãy ôm phao chuối lên nào. Rồi, khiêng phao chuối lên. Ôm con chuối nào và giơ lên cao nào. Ôm con chuối của bạn, cái con chuối. Okay, phân bổ lực lượng đồng đều trước sau. Hạ con chuối của chúng tôi xuống. Chị ơi, chạy. Lên, hạ con chuối xuống nào. Nó ngồi thì chị xuống á. Rồi, xin mời nữ vương của chúng tôi lên phao chuối. Nữ vương, trời ơi, sao mày không để con bé này đi? Rồi, hướng về mặt phía sau. Rồi, tất cả các thành viên còn lại chúng ta hãy nâng phao chuối lên cao nào. Ok, chúng ta có 30 giây để nháp nha. Rồi, sẵn sàng chưa nào? Chúng ta sẽ có thời gian là 3 phút để thực hiện thử thách thứ 3 này. Di chuyển tất cả các thành viên của chúng ta xuống nên nấu ở phía dưới kia. Sau khi có hiệu lệnh của ban tổ chức, chúng ta sẽ di chuyển lên trên này và ném bóng vào khu vực rổ. Ok, thành viên nào và team nào thực hiện được bao quả bóng vào rổ đầu tiên sẽ giành chiến thắng. Ok, sẵn sàng chưa nào? Cái đầu lại hả? Di chuyển lên khu vực. Thank you.
làm rớt, làm hư là đền. Rồi đứng vào chưa? Đứng sát vô. Quang từ từ không di chuyển. Ok, đứng vô. Rồi từ từ nghe phổ biến luật chơi cũng như là kết quả chiến thắng. Các anh chị thân mến, quý chúng ta sẽ di chuyển làm sao một cách đồng đều nhất, tại vì nếu không đồng đều thì cái bánh xe này nó sẽ bị rách và cũng sẽ đền. Chúng ta sẽ bắt đầu từ từ nha. Di chuyển chân trái một lượt và chân phải một lượt để cùng nhau di chuyển. Và bây giờ chỗ này lỗ này mà chạy dữ vậy.
Chương trình tắm biển miễn phí. Có người dội nước biển cho tắm. Thẳng bên kia rồi, lên coi tay, cái tay chạy trời. Chạy đi. Cho quý anh chị một đôi dép khổng lồ, và một đôi dép như vậy sẽ bao gồm 4 thành viên đầu tiên. Chúng ta hãy cùng di chuyển lên đôi dép, rồi chúng ta cùng nhau demo luôn nào. Lựa chọn những người mà nó đồng nhau á dễ hơn. Rồi từ nào, các thành viên của chúng tôi ở đây lần lượt là nam nữ và nam nữ. Nam nữ nha, anh chị nào nhận mình là BD có thể vô. Rồi nam nữ nha. Rồi từ nghe luật chơi. Thế này chúng tôi có 10 quả bóng. Chúng ta có 30 giây để chúng ta làm nhát. Đại gia đình Ngọc Anh của chúng ta sẵn sàng chứ nào? Yeah. Các anh chị còn lại chúng ta hãy vỗ tay thật lớn để cổ vũ cho 4 chiến binh đầu tiên của chúng ta đi nào. 3, 2, 1, let's go. Tô Team leader của chúng tôi đâu rồi à? Chúng ta thể hiện tinh thần lãnh đạo của chúng ta trong phần thử thách đầu tiên đấy nào. Một trái, không cần quay lại, hãy di chuyển và chạy về thật nhanh, nhường vị trí cho thành viên tiếp theo ạ. Không cần phải quay lại ạ. Thôi một quả thôi. Rồi một quả bóng thôi, trả cho chúng tôi 3 quả bóng còn lại. 4 thành viên tiếp theo ạ.
nguồn năng lượng, những nguồn tài nguyên đầu tiên lót vào một kho tàng khổng lồ của chúng tôi trong một buổi sáng ngày hôm nay. Tất cả quý thành viên này, gia đình Ngọc Anh Tân mấy nơi, chúng ta sẽ phân bổ lực lượng nước đến đâu chúng ta cố lên nào.